Xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại kênh Dụng Bonsai nhá. Hôm nay thằng em nó cái clip trước ấy là mình đã cắt xả tàn và mình dọn dẹp lại. Bữa nay thì nó cũng mọc rồi nhưng mà em nó không biết nó bỏ cái phân gà nó không xử lý nên là nó cái cây nó bị suy, nó bị hỏng rễ. Nhưng mà cái cây này bây giờ là vào tay được rồi các bạn. Em nó bảo vào tay thì hôm nay mình tiếp tục mình ra rồi mình vào tay lại cho nó, bây giờ nó nhỏ như này thì mình nên vào đi. Đấy, mình vào đi sau này nó mới giá trị được, kia nó to quá nó khó vào. Mình vào rồi mình bây giờ mình phải chăm sóc lại, em nó bảo cứ cố gắng chăm sóc lại trước. Em nó bỏ hoang nên là cái dàn nó bị suy nặng quá. Nói chung là chơi cây mình phải chăm sóc, mà chứ không chăm sóc là nó hơi suy. Em nó bỏ phân gà nên nó không xử lý, nên là phân gà tươi nên là cổ rễ nó bị nóng quá, phân gà nó nóng quá nên nó không phát mấy. Hôm nay mình ra mình vào dây và mình xử lý lại cái bộ rễ. Mai mình xử lý lại cái nấm bệnh với cái ấy. Trước mắt bây giờ mình cứ vào uốn dây sơ cho em định hình đi rồi xong mình chăm sóc sau. Cách vào của mình thì bây giờ cây mai mình cứ làm thôi. Tay chỗ nào có thì mình cứ chia đều nó ra, có chỗ nó mọc cũng không được đủ nhưng mà thôi mình cứ làm sao cho nó dễ nhìn một tí, chứ nó để nó thẳng tuột cái cành nó nhìn nó không có duyên. Bây giờ mình cứ ngoáy sơ cho sau này nó khỏe lại mình lại cắt giật lại mình làm lại một lần nữa. Trước mắt là mình cứ chia cho nó đủ hướng, cho nó đầy đủ cái tay tán ấy đã, để nó có đỉnh có ngọn là mình chia sang cho nó đều đều rồi. Đó, xong một cây rồi đấy. Chuyển định hình sơ vậy đã. Rồi, bây giờ mình sang cây thứ hai đây. Cây thứ hai này. Đó, mình cũng lọc bớt đi và mình để lại những cái chỗ cho mình cần thiết mình làm. Thì cây mai mình chỉ lọc xong rồi mình cũng vào dây. Đó, để không mất thời gian các bạn mình tiếp tục mình vào dây cho các bạn xem. Cách vào dây của mình thì mình cứ thuận chiều nào thì mình vào chiều đó. Vào hết xong bắt đầu mình uốn. Cây mai là cũng dễ làm. Hết dây xong là mình uốn thế thôi. Cây mai mình chăm cái lúc mà vào dây này là phải chăm chăm thì mới có sức được. Khi mình vào dây này nó mất sức rồi mà cây mai mà để bệnh tật phân gà thì bỏ nhiều quá, nó thừa chất, nó bị phạm phân, nó nấm bệnh nữa. Nên là đã chơi bonsai này mình phải chăm sóc nó kỹ lưỡng, không chơi cây thôi chứ chơi cây mà bỏ hoang xong lúc mỗi lần mình làm lại nó lắm công lắm. Thôi bây giờ cái vườn này em đã nay đến điện nhờ là phải chăm sóc lại cho em nó cẩn thận. Nhờ cắt xong rồi là bỏ hoang mấy tháng rồi, cứ gọi lên hôm nay thì lên thì thấy nó bệnh rồi là nó tay tán cha không được đều chỗ. Mình cũng xử lý sơ lại lọc đi, hoàn thuốc kích dễ thứ mình xử lý các bộ đế các bạn, mình chăm sóc phân bón đá nói chung là cây mai. Thì cây này em nó có tán bao nhiêu là vào hết bấy nhiêu như này là vào hết. Cây này mà nếu mà đúng mà cắt theo ý mình cắt được rồi tí nữa thì bây giờ nó đẹp hơn mình trước cắt sơ này, bây giờ nó ra tay như này mình phải làm như vậy. Thì một lần đầu vào thì không bao giờ nó đẹp được, lại tiếp tục phải vào đi xong cho nó định hình xem sau này nó khỏe lại bắt đầu mình cắt giật lại một lần nữa là nó mới đẹp được. Cây bonsai này chơi nó kỳ công lắm các bạn. Vào hết xong rồi mình mới quay lại mình uốn. Đơn giản là cho nó đều ra, tay tán chia đều ra. Ngoáy là nó chi tán đều nhìn có duyên.
bón xong là các bạn cố gắng là phân bón lá mình chăm sóc với mình xử lý cái bộ rễ cho nó mạnh, nó khỏe lại. Cái cây này nó quá yếu, cây nào cũng vậy, khi mình uốn là mình phải chăm sóc phân bón lá với lại kích rễ anh giấc, mình phải tưới tắm cho nó khỏe mạnh lại. Tại khi mình vào dây này là cái cây nó cũng kiệt mà, cho nên là mong các bạn là xử lý cái bộ rễ và cái phân bón lá cho nó khỏe mạnh lại. Thì mình vào hết. Thì cái dây nó đi theo cái cành đi bên nào thì mình cứ ngoái đại bên đấy để mình chia cho nó dễ, chứ không cứ gì cứ phải đi theo một bên. Mình thích cho bên nào thì mình cho bên đấy, nhưng mà cho bên nào thì mình sẽ xoáy vào bên đấy thì cái dây nó không bong ra. Mình khóa cái đầu dây nó lại, vào hết dây. Cây này nói chung nó không chăm sóc không kỹ nên là cái tay nó mọc nó cũng còn thiếu chi nhiều quá, nhưng mà thôi mình cứ phải nuôi. Đây cái này là mình làm tán luôn, mình lắc cái kia mình lên mình làm cái ngọn, sau này nó ra tiếp mình cắt giật lại cho nó vừa vừa thôi. Còn bây giờ mình cứ định hình sơ cho nó có cái ngọn và cái thân đã. Đấy, dựng cái ngọn cho nó, cây nó phải có ngọn, cây nào nó cũng có cái ngọn. Mình ngoáy sao cho nó đều ra ria bốn xung quanh. Đó, cho nó đều là cứ diện. Thì sau này mình cắt giật lại một lần nữa thì nó mới giá trị được. Còn bây giờ mình vào sơ vậy thôi, cho nó định hình. Đấy, cắt sơ cái đầu là bị cái đầu này là bị bọ xít với bọ trĩ nó hút nên là cái đầu này nó cũng bị suy cây vậy. Nên là mình cắt cho nó gọn gàng lại cho nó mọc cái mầm mới. Đó, bấm hết cái đầu cho nó gọn lại. Lần sau làm một lớp nữa là nó đẹp, còn bây giờ nó thiếu nên là nó cũng chưa được đẹp lắm. Đế này bây giờ mình cào sơ cái đế này, cái phân này thì phân gà này hót trong chuồng ra xong là đóng vào bao đổ luôn vào này, nó nóng bộ rễ quá, phân gà nó nóng quá nên cây nó yếu. Là tôi bới sơ ra là mai tưới kỹ hết cái này đi, xong là xử lý lại, mua hô mix lại, cải tạo đất lại cho nó khỏe lại. Thế là cái cây uốn xong là các bạn cố gắng chăm sóc cho nó tốt để nó có sức nó mới nuôi được cái tay tán đó. Có nó mình vào tay này là nó yếu. Đây là tôi vào sơ thôi chứ tôi cũng không có dám vào đẹp, mà thì định hình lại cho nên là để cho nhìn phía nó cũng không được đẹp, nhưng mà vậy cây nó mới khỏe được. Chứ còn nếu mà làm đẹp hơn thì nó cũng có được, nhưng mà làm đẹp hơn thì cây nó mới yếu. Đó. Vậy xong là chiều tưới cho nó đẫm, xong mai xử lý lại bộ rễ. Đấy, cũng tạm ổn đấy các bạn. Nó cũng không được đẹp lắm đâu, nhưng mà mình định hướng cho nó thì sau này mình làm lại một lần nữa. Rồi để mình quay tổng thể cái cây cho các bạn xem. Đó. Đó, cái đế này. Đế này nó to lắm. Đế này là cả hơn 100 các bạn. Nhưng cái hoành có 45 50 thôi, nhưng mà cái củ đế nó đặc. Đó, cái tay tán này mình chia sao cho nó vậy thôi, sau này nó mình cắt giật lại. Đấy, cái đế đấy, đế nó đẹp lắm. Cái đế nhìn rất là đẹp. Đi xung quanh các bạn xem. Đó.
Cái đế cây này, công nhận cái cây mai nó có cái đế như này nó rất là có duyên. To lắm đấy các bạn. Đấy mình để tay đấy các bạn biết rồi đấy. Rồi cái này mình làm sơ sơ vậy cho nó khỏe cây đã, rồi sau này mình hứa với các bạn mình lại làm lại một lần nữa cho nó đẹp hơn. Rồi video này là kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.